Kính chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn chiếc Corolla Atis sản xuất 2013, bản số tự động 1.8. Xe được sản xuất năm 2013, động cơ 1.8 AT. Đây là thân vỏ của chiếc xe, mình sẽ quay chi tiết thân vỏ chiếc xe sau đấy. Mình sẽ đi vào phần nội thất và máy móc sau. Corolla Atis sản xuất 2013, số tự động 1.8 AT. Hiện nay đang được chào bán với giá là 515 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Về đánh giá tổng thể cảm quan bên ngoài, chiếc xe có thân vỏ đẹp, bóng bẩy, nước sơn còn tươi. Xe này keo chỉ zin không lỗi. Còn về hệ thống bên ngoài thì nó được trang bị 4 phanh ABS, xi nhan trên gương. Bây giờ mình sẽ đi đến phần chi tiết nội thất bên trong chiếc xe. Đặc biệt là bạn nào mua xe này thì vẫn có khuyến mại thêm một cái kính nữa. Mình phát hiện ra rồi, mình chưa mở xe nhưng phát hiện rồi, bạn nào mua xe này đã khuyến mại thêm một cái kính. Đây là mình nhìn thấy có cái kính đây rồi. Đấy, chưa mua đã lãi cái kính rồi. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện, vô lăng tích hợp, bàn phím, màn hình, camera lùi đầy đủ rồi. Nội thất là vân gỗ, có màu ghi, màu kem ạ. Ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp, bàn phím, gương kính chỉnh điện, cục điện, màn hình, camera lùi có hết rồi các bạn nhé. Em ơi, cho anh mượn cái chìa khóa con đã đấy. Chiếc xe này mình cũng báo luôn với các bạn là xem là chạy bao nhiêu km rồi. Chiếc xe này chạy 11 vạn DOD, hiện nay đang hiển thị là 11 vạn ạ. DD hiện nay đang hiển thị 11 vạn các bạn nhé. Đây ạ, mình xin giới thiệu lại về các cái trang thiết bị. Thứ nhất là ghế chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, cục điện, vô lăng tích hợp, bàn phím, màn hình, camera lùi. Xe có táp lô, táp ly đẹp. Ghế da vẫn còn rất đẹp nha các bạn nhé, ghế da đẹp ạ. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 515 triệu đồng. 515 triệu đồng cho một chiếc Corolla Atis sản xuất 2013, số tự động, máy 1.8. Các bạn có thể nhìn thấy xe rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi về đến cái mình sẽ mở cái cốp để kiểm tra cái cốp. Xe thì nhìn tổng thể đẹp. Cốp xe này thì đã được
Cốp của chiếc xe này thì đã dán được dán chống ồn rồi, cho nên là để giảm bớt tiếng ồn thì chủ cũ đã dán chống ồn tấm miếng chống ồn rồi. Lốp sơ cua còn đẹp đây ạ. Cái tấm này thì đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Morning. Bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết khoang máy chống của anh ấy. Còn đây là khoang máy của chiếc xe này các bạn nhé. Mình xin quay khoang máy của chiếc Corolla Tiếp sản xuất 2013 bản 1.8 số tự động. Về máy móc chiếc xe này khô ráo, sạch sẽ. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Máy móc khô ráo, sạch sẽ. Xe sản xuất 2013. Đây là mình đã quay về chiếc Corolla Tiếp sản xuất 2013 số tự động bản máy 1.8. Hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi Auto Cua Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Giá được chào bán với giá là 515 triệu đồng. 515 triệu đồng cho một chiếc Corolla Tiếp sản xuất. Corolla Tiếp sản xuất 2013 số tự động máy 1.8 hiện nay đang được chào bán với giá là 515 triệu đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh của Dung Audio Tô Cua Hải Dương bằng cách bấm vào nút đỏ, sau đó để bấm vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi lần mình quay video clip trực tiếp hoặc là up video clip mới. Các bạn sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông tin giá cả, hình ảnh của chiếc xe. Vâng, xin chào quý vị và các bạn.